Vâng, xin chào anh em. Mấy ngày hôm nay nợ video của anh em hơi nhiều. Anh em thấy mình đang đứng ở một nơi rất là lạ đúng không? Không còn ở trong văn phòng nữa, mà đây là khuôn viên chung cư mà Thinh View vừa chuyển đến. Không gian cực kỳ rộng rãi luôn. Kể từ ngày hôm nay thì anh em sẽ thấy rất là nhiều những cảnh quan như này đấy. Hôm nay là chủ nhật, nhân một buổi chiều rất là đẹp trời như này thì mình sẽ quyết định gửi đến anh em trải nghiệm thực tế về chiếc tai nghe không dây mới nhất của Samsung, chiếc Galaxy Buds. Tuy nhiên thì để mang tới cho anh em một cái nhìn khách quan nhất thì mình sẽ quyết định là không chỉ đánh giá riêng chiếc tai nghe này, mà mình sẽ so sánh nó với chiếc tai nghe không dây của Apple AirPods. Ok, chúng ta cùng xem là đến thời điểm hiện tại thì đâu mới chính là chiếc tai nghe không dây đáng mua hơn nhá. Xem nào, kiếm chỗ nào ngồi tí cho nó thoải mái nha. Kìa, ra kia đi. Không gian rộng rãi thế nên ngồi đâu cũng được hết. Xem nào, đầu tiên thì chúng ta hãy nói về giá trước tiên đi. Thì khi nói về giá, Samsung luôn là người chiến thắng. Ngay cả chiếc Galaxy Buds này có mức giá là 130 đô, hiện đang được bán tại chuỗi cửa hàng Xiaomi với mức giá là 3,5 triệu. Còn chiếc Apple AirPods đắt hơn 1,5 triệu, có mức giá là 5 triệu cơ. Link mình sẽ để dưới phần mô tả của video cho anh em nào quan tâm nhá. Nhưng mà giá thì không phải là tất cả vấn đề đúng không? Từ trước đến nay thì Apple luôn bán iPhone với mức giá cao hơn rất là nhiều đấy thôi. Nhưng mà vẫn có rất là nhiều người chạy theo mua iPhone. Vậy thì ngay bây giờ mình sẽ khám phá vào những khía cạnh khác để xem đâu mới chính là chiếc tai nghe không dây đáng tiền hơn nhá. Về thiết kế bên ngoài thì mọi người đã từng rất là ghét chiếc Apple AirPods này ở những cái thế hệ đầu tiên, khi mà Apple loại bỏ rất cắm 3,5mm trên iPhone đi. Tuy nhiên thì giờ đây sau rất là nhiều năm thì Apple AirPods nó đã dần trở thành biểu tượng của sự giàu có. Wow, nghe có hơi quá đà không nhỉ? Nhưng mà rõ ràng rất là nhiều người mua Apple iPod vì nó sang, nó độc nhất, hay đơn giản nó là sản phẩm của Apple. Còn cá nhân mình mà nói thì mình lại thích thiết kế của chiếc Galaxy Buds hơn. Đây, nhìn nó trông nam tính và đầy mạnh mẽ. Và nó cũng có 3 màu sắc khác nhau nữa, như là màu trắng này, màu vàng, màu đen, phù hợp với cá tính cũng như là sở thích của mỗi người. Còn chiếc Apple AirPods này thì chỉ nó có duy nhất màu trắng ngọc trinh mà thôi. Và nói chung là mình không thích cái cảm giác mà có một cái gì đó nó treo lơ lửng ở tai anh em. Về thiết kế thích hay không thích thì nó phụ thuộc vào sở thích của mỗi người thôi. Vậy nên mình sẽ không đi sâu vào quá nhiều. Khi sử dụng được một khoảng thời gian ấy, thì Apple AirPods cho chúng ta một cảm giác thoải mái hơn khi đeo. Bởi vì nó là kiểu thiết kế cổ điển có vành tai và chúng ta chỉ cần đưa vào phát là nó sẽ gắn chặt trong tai. Còn chiếc Galaxy Buds này nó là kiểu thiết kế tai nghe in-ear và nó có một cái vành lồi lên ở đây này. Và chúng ta sẽ phải căn như thế nào để cho đúng cái vành tai của chúng ta. Mất một vài công đoạn một chút. Nhưng mà sau khi đã tìm được đúng cái địa điểm vành tai rồi thì nó cực kỳ chắc chắn. Và cho dù anh em có lao động thể dục thể thao như thế nào đi chăng nữa thì cả hai vẫn đều bám rất chắc trong tai của chúng ta. Anh em thấy không? Vẫn nằm gại trong tay của mình, rất là tiện lợi. Đến với thiết kế của chiếc hộp thì cả hai đều có một thiết kế rất là nhỏ gọn, cầm rất là thuận tiện và thoải mái. Nhưng mà mình thích hộp của Apple AirPods hơn. Với thiết kế như thế này, hơi thon thon một chút thì mình sẽ có thể mở một tay rất là dễ dàng đúng không? Rất là thuận tiện và rất là kiểu thân thiện với cả người dùng ấy. Còn hộp của Galaxy Buds, ôi, hai tay anh em nhá. Nhưng mà được cái hộp của Galaxy Buds là nó có thể sạc được không dây cho bất kỳ thiết bị sạc không dây nào. Và đặc biệt là nó có thể sạc không dây cho Galaxy S10 và S10 Plus được. Apple AirPods nó cũng có tính năng sạc không dây đấy. Tuy nhiên thì nó lại sử dụng một cái chuẩn riêng cơ. Mà cái chuẩn đấy được Apple giới thiệu từ lâu lắm rồi, cái AirPower ấy. Thế mà đến bây giờ vẫn chưa được ra mắt. Mà mình chả hiểu sao luôn. Các thiết bị của Apple cứ phải có một cái chuẩn riêng để làm cái gì. Apple Watch một chuẩn sạc không dây riêng. Apple AirPods cũng một chuẩn sạc không dây riêng. Đúng là chuyên gia hút máu người dùng, thế mà vẫn có rất là nhiều người mua. Đó là về tính thẩm mỹ ở bên ngoài. Về những tính năng của cả hai chiếc tai nghe này sao? Các công đoạn setup của cả hai thì đều cực kỳ là dễ dàng. Khi mà tai nghe đã nhận kết nối Bluetooth rồi ấy, anh em chỉ cần bật nắp hộp lên và điện thoại sẽ có ngay thanh thông báo nổi lên cho biết là phần trăm pin còn lại là bao nhiêu. Cả hai giống hệt nhau luôn. Ngoài ra thì anh em hoàn toàn có thể dùng AirPods để kết nối với Samsung, hay là dùng Galaxy Buds để kết nối với iPhone.
siêu dễ dàng và nhanh chóng. Đi tiếp vào những cái tính năng trong phần cài đặt, trong khi AirPods chỉ giới hạn lại ở việc Next và quay trở lại, thì Samsung cho phép chúng ta rất là nhiều tùy chỉnh luôn. Có được điều đó là hai bên tai nghe của Galaxy Buds có thể cảm ứng được. Ấn một phát là tắt bật nhạc này, hai phát là Next, ba phát là quay về, bấm giữ để tăng hoặc giảm âm lượng. Hay chúng ta có thể tùy chỉnh âm thanh tùy theo tông mà mình muốn nghe. Và nó còn có tính năng cho phép chúng ta nghe được âm thanh xung quanh khi mà đang nghe nhạc nữa. Nhưng mình thấy rằng cái tính năng này nó không được thực sự hữu dụng cho lắm, bởi vì ngay cả khi mình để ở chế độ bình thường nhá, mình vẫn nghe được cái thằng bên cạnh nó đang chửi mình anh em ạ. Rồi, một điều nữa mà mình cực kỳ thích trên chiếc tai nghe AirPods này mà Galaxy Buds không có, đó chính là bên trong chiếc tai nghe này nó được tích hợp con chip VK1. Thì lợi ích của con chip VK1 này có hai điều. Điều đầu tiên đó chính là khả năng đồng bộ. Chip VK1 này nó sẽ cho phép Apple AirPods bắt cặp với tất cả những thiết bị Apple nào mà bạn có, ví dụ như là Apple Watch này, iPhone, MacBook. Khi có thông báo ở bất cứ đâu, chiếc tai nghe AirPods này nó sẽ nhận được luôn. Khả năng đồng bộ rất là cao. Và mình nghĩ rằng đấy chính là một trong những cái tính năng lớn mà khiến nhiều người muốn gắn bó với hệ sinh thái của Apple. Lợi ích thứ hai của chip VK1 này đó chính là nó sẽ giúp Apple AirPods tối ưu thời lượng pin. Thời lượng sử dụng của nó lên đến là 5-6 tiếng cơ. Và chiếc hộp mà Apple AirPods này nó có thể cung cấp thời lượng pin lên đến là 20 tiếng anh em ạ. Quá là bá đạo đúng không? Còn chiếc hộp của Galaxy Buds thì nó có thể cung cấp thời lượng pin lên đến là 8 tiếng. Nhưng mà cái tai nghe Galaxy Buds này nó có thể đáp ứng cho chúng ta thời gian sử dụng lên đến là 7-8 tiếng cơ. Vâng, thời lượng pin của Galaxy Buds nó sẽ nhỉnh hơn một chút so với thời lượng pin của Apple AirPods. Nhưng mà hộp sạc của Galaxy Buds thì nó lại ít hơn. Bây giờ thì mình sẽ nói đến phần quan trọng nhất của bất kỳ chiếc tai nghe nào, đó chính là về chất lượng âm thanh. Thì mình phải công nhận một điều ấy, từ trước đến nay Apple làm âm thanh rất là tốt. Bất kỳ sản phẩm nào của Apple đều có một chất lượng âm thanh rất là tốt, và chiếc Apple AirPods này cũng không nằm ngoại lệ. Theo đánh giá của mình thì nó tốt hơn rất nhiều so với Galaxy Buds. Bass của nó rất là dày, đối với một chiếc tai nghe không dây hay là những cái giải âm khác, nó đều thể hiện rất là chi tiết, nghe rõ ràng và nghe rất là sướng. Mình cảm thấy như là mình đang rất là enjoy cái bài hát đấy. Còn đối với Galaxy Buds, mình thấy cũng nhiều người khen đấy. Ở đây công nhận là âm thanh của nó nghe cũng rất là chi tiết thật, nhưng mà gần như là nó không có bass. Mình có cảm giác là nó không được truyền tải quá được nhiều cảm xúc trong một bài hát đâu. Một điều nữa các bạn lưu ý là cả hai chiếc tai nghe này đều có một độ delay nhất định nhá. Vì vậy thì anh em đừng nghĩ đến việc là mua hai chiếc tai nghe này về để cày game. Trở lại, Galaxy Buds nó sẽ rất là phù hợp cho những ai thích kiểu thiết kế tai nghe in-ear, thích những sản phẩm công nghệ có thật là nhiều tính năng. Và mức giá của nó cũng rẻ hơn 1,5 triệu nữa. Còn Apple AirPods thì nó vẫn giành chiến thắng trong khoản âm thanh. Và những người muốn gắn bó với hệ sinh thái của Apple thì chắc chắn là không thể bỏ qua chiếc tai nghe này rồi. Còn anh em nghĩ sao về cả chiếc tai nghe này? Anh em sẽ chọn sản phẩm nào? Đối với mình thì khi nào mình cần sự tiện dụng ấy, mình đi ra ngoài, mình muốn linh hoạt thì mình sẽ chọn Galaxy Buds. Còn khi nào mình muốn có được một trải nghiệm âm thanh tốt nhất thì Apple AirPods sẽ là sự lựa chọn của mình. Còn sự lựa chọn của anh em là gì? Hãy cùng comment phía bên dưới nhá. Ok, hy vọng rằng anh em sẽ cảm thấy yêu thích video này. Còn bây giờ thì mình đi làm nội dung tiếp đây.